Đây là từ trên lầu 2 này. Chỗ này là 5 mét cao nhé. Thì mình sẽ thử cái mình sẽ thử được cái cột áp của cái bơm bơm chất sệt này, mật ong thực phẩm hay là bơm sô cô la hay còn hay là bơm bơm các cái chất sệt như là sữa bột hay là đường sirup. Tâm ơi, em cho thấp xe xuống. Rồi. Thì nó vẫn đang bơm nha, mặc dù là đang lên cao 5 mét này, vẫn dẫn được cái dầu lên này. Thấp xuống. Đây, cụ thể là như thế này. Thôi dừng lại, dừng lại. Thì đây là ống đây là ống hút nha. Đây quý vị nhìn này. Đây nó hút từ đây ra nha. Đó. Cái nó sệt như keo luôn. Thế còn đây là ống xả nha. Đó. Thì ống xả như tôi vừa quay đó là nó lên cao tới 5 mét này. 5 mét xong rồi nó xuống. Đấy. Nhưng mà trong quá trình bơm thì quý vị lấy cái ống được cái thước đo đèn này. À, quý vị lên làm một cái ống mà nó nhỏ như này thôi thì là cái nó dẫn vật liệu đi nó mượt mà hơn. Đó. Tại vì muốn chúng ta cần áp cao mà. Đây ống quý vị mua cái ống khoảng độ tầng chừng 27 này rồi. Đó. Vậy nhé. Chứ không nên mua to hơn. Và bây giờ chúng tôi sẽ thử cái mức độ sệt rồi em làm cho nó song sánh đi để cảm nhận. Đây này. Này. Đây ban đầu đây hả? Ban đầu đây hả? Xong rồi bơm một hồi nó thành quẹt như này đúng không? Bơm một hồi nó đánh ra. Rồi, từ em lấy cái tay em xóc xóc ở đây cho người ta cảm nhận. Đây đây đây. Nó rất là kiểu. Đó. Rồi em cho vào đây luôn cho thực tế này. Đó. Đây đọc qua bánh răng nó mới được nhuyễn như này đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đó. Thì nó sánh ngang với cả mặt ong sệt nha. Rất là đặc kéo luôn. Rồi, ok. Đây chúng ta thử thì nói chung là nó vẫn ổn thôi, rất là mát không sao hết. Nhưng mà buộc phải dùng đầu giảm tốc nha. Chứ còn nếu mà dùng động cơ thường là không được đâu, là cháy ấy. Phải là motor giảm tốc nha.